Liên quan đến vụ gần 70 học sinh điều trị với các triệu chứng giống nhau như sốt, nôn, đau bụng, chiều hôm qua, Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn đã có thông tin kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy nguyên nhân là do các bệnh nhân nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn tụ cầu vàng. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được đâu là nguồn lây vi khuẩn tụ cầu vàng tới các học sinh. Ban đầu nghi ngờ nguyên nhân có thể từ bữa ăn tập thể hoặc do nguồn nước. Hiện ngành y tế tỉnh Bắc Cạn đang tiếp tục điều tra, xác định nguồn lây để xử lý triệt để, đồng thời khuyến cáo người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân, các biện pháp phòng tránh bệnh. Như đã đưa tin, ngày 20 tháng 9, có 20 học sinh tại xã Nông Thượng phải nhập viện với biểu hiện nôn, sốt, đau bụng, đau đầu, tiêu chảy, được theo dõi. Đến trưa ngày 21 tháng 9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn và Trung tâm Y tế thành phố Bắc Cạn đã tiếp nhận 49 trường hợp nhập viện với cùng triệu chứng trên, nâng tổng số người nhập viện lên 69 ca. Tất cả bệnh nhân đều là học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định. Sở Y tế Bắc Cạn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung điều trị cho các bệnh nhân.